Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Quý Trần Gamer, YouTuber mượn ạc số 1 Việt Nam Nhưng mà không phải, hôm nay không phải là video mượn ạc nữa Hôm nay tôi sẽ dùng chính ạc của tôi và dạ, tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi qua cái cái này kêu là cái gì ta rank bốn hay gọi là trên chen, chen dần chen dần chen dần một trong onstar uh, thấu với defense <laughs> tiếng anh tôi hơi bị dốt nha các bạn vậy chúng ta cần tem là bốn người thì một người sẽ farm người farm là tôi đó anh em tôi sẽ là người farm uhm, rồi uh, ba bạn kia hai bạn sẽ dùng ren cư để đánh thủ chắc tức là đánh uh, hết 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 sức mình luôn á không farm chỉ đánh thôi còn một bạn thì sẽ vừa đánh vừa farm Tức là Lương Trần nè sẽ dùng cái con Ren cư để thủ Rồi chiếc canh đạt thì thủ ở dưới Lương Trần thủ ở trên mục đích là để đánh chết con boss Thì lúc đầu tiên anh em thì chúng ta chỉ dùng Ren cư thôi Đó tức là à, Tức là chúng ta chỉ dùng đúng cái con Ren Goku thôi là được rồi Ok rồi, về sau thì chúng ta sẽ um, Xài cái con gì con chúng ta xài Nói chung là phải có cái chiến thuật này nọ thì mới đánh được nha Chứ không phải muốn đánh thì sao đánh đâu Rồi thì um, thì có một số lưu ý nhỏ anh em thứ nhất chúng ta sẽ auto skip auto skip tới quay 12 các bạn lưu ý nha phải auto skip tới quay 12 mà mục đích là gì mục đích đó là chúng ta auto skip để farm tiền và cái người farm tiền đó các bạn buộc lòng nha bắt buộc <laughs> nghe hơi dã dạ man nha bắt buộc bạn phải có con robot vào đúng quay 12 nó bạn pha bốn mắm như thế nào thì bạn pha không cần biết đâu nhưng mà bạn phải có cái con bốn mắm vào quay 12 mới được nha nếu mà bạn có con bốn mắm và quay 13 thì bạn hãy sắm một cái quần 16 triệu vào và đổi giao đi. <laughs> Nhưng mà không sao đâu các bạn. Yêu cầu chỉ con bốn mắm level tám 80 là các bạn farm thôi. Thì một hồi tôi sẽ tua nhanh qua vậy bởi vì nó cũng chắc cái gì để phải giải thích nhiều nữa. Tôi sẽ tua nhanh qua tới khúc nào mà nó gây cấn thì tôi sẽ dừng lại ha. Vậy cơ bản thì chúng ta chỉ cần chỉ cần cái con bốn mắm level 80 thôi là chúng ta có thể farm được nha. Chuyện này nó cũng đơn giản thôi chứ cũng không có gì là khó khăn ghê gớm mà là kinh dị kinh khủng lắm cho nên chúng ta cũng không cần phải lo tới quay 12 là ok rồi thì sau khi mà mà khoan từ từ cái hả chúng ta đặt một cái con bún mắm nè chúng ta cố gắng ấp cho nó full tới trạng thái full nhất có thể chúng ta đừng có đặt một lúc 8 con rồi chúng ta ấp lên nha chúng ta cứ bí quyết là các bạn cứ đặt một con ấp cố gắng ấp full nhất có thể khi mà dư cái số tiền lẻ thì mới ấp con thứ hai còn không thì chúng ta cứ ấp một cái con thôi đó một bạn thủ đầu một bạn thủ phao câu <laughs> một bạn thì coi chừng nào mà sắp chết thì bạn ấy bay vô bạn ấy phụ thì riêng bạn này thì bạn xe thì bạn ấy đã qua rồi luôn nữa nên là có viên Ngọc Dương rồi của đế qua 80 rồi nè cho nên là cũng ổn đó cho nên là bạn ấy thủ cũng mạnh Tuy nhiên là tôi thấy là bạn ấy đặt ở dưới thôi cho nên cũng không ảnh hưởng nhiều đâu thì bây giờ chúng ta sẽ là auto skip tới quay 12 và yeah, để coi nha thì một bạn lương tầng thì bạn ấy sẽ up con Rengoku goku ở tên nhất mục đích chính là gì là để cho cái con Rengoku đó nó đập chết thằng boss ừ. rồi bạn bạn kia thì chích cho đạt ở dưới á, thì sẽ thủ ở dưới tới quay 12 thì tôi sẽ sà uh, xà bom ra con robot cũng như là bạn thứ hai là bạn uh, xe cũng sẽ xà bom ra con robot luôn là hai con robot sau đó thì chúng ta sẽ chém chém hết cái quay 12 xong quay 12 xong thì chúng ta sẽ auto net để tiêu diệt hết đám boss đi luôn Tức là tiêu diệt hết đám boss anh em. Boss á là nó sẽ đi từ cái quay 1 đến quay 10 15. Quay 16 không có cái cánh tay nha anh em. Quay 16 là gọi là gì ta? Chân thể à, nó hiện ra chân thể rồi. Trong phim thì là nó có thể làm cho đối phương ngủ bất cứ lúc nào nhưng mà trong game không có vậy. Tới quay 15 là chúng ta hết ngủ rồi nha anh em. Do đó thì không sao hết. Chúng ta chỉ cần đánh tới quay 15 thì những bạn mà còn dư tiền á thì chúng ta sẽ bắt đầu đặt Zotaro để dừng thời gian Zotaro được cái đam nó cũng to mà nó lại dừng thời gian nữa nè cho nên nó ok rồi bây giờ tôi sẽ tôi nhanh tới nha để cho các bạn coi là nó như thế nào tại vì tôi tính cắt ngang nhưng mà cắt cắt ngang khúc quá thì các bạn nhìn nó không chân thật cho nên tôi sẽ tua nhanh ờ gắn nhạc bừa đi ha ờ, kiến thức âm nhạc của tôi hơi kém <laughs> mà tôi có robot xong rồi là mình khỏe đó anh em thì tới quay 12 là chúng ta sẽ có con robot thôi đó theo như là tôi chơi nãy giờ đó các bạn thì quay 11 12 là chưa đủ còn thiếu 3.000 nữa bán có bốn mắm mới đủ nha nhưng mà về cơ bản là nếu đi bốn người đó, thì cứ hai người hầu như cái hai người nào cái bà qua xe bảo phao cũng phun bún mắm nữa nè <laughs> bà cũng đặt con robot nữa là Đó, hai người đặt con robot luôn nha thì em hơi bị ghê đó lúc đầu là tôi tưởng là một người anh em mà về hai người đặt robot luôn hai người chém khí thế luôn và bà ấy bút đam à, chắc bà ấy bút hai hai chắc là dân chuyên nghiệp anh em qua xe dân chuyên nghiệp <laughs> bà ấy chỉ đạo võ thuật cho, cho tem bốn <laughs> người nha thật ra thì tôi làm video hướng dẫn đi qua cái map trên trên gì ta trên trên dân gì nói chung là thử thách một rồi đó nhưng mà nhưng bà bà chỉ đạo võ thuật thôi cà lon anh ơi đau đâu, đâu? cà lon đâu? cà lon đưa đây quy quy chém hết cà lon cà liếc gì ơ bà triệu hồi con robot rồi bà đâu mất tiêu rồi bác kia bớt tiểu hồi <laughs> à, tôi quên đem uh, đem bút rồi hả à, ai bà nào, à, không hiểu nữa sao cái tem kia nó lục đục thế à, mình cứ auto net vậy thôi auto net từ 1 tới 10 quay 4 luôn sau đó thì ý từ quay 1 tới quay 12 thế tới quay 12 thì chúng ta có robot rồi chúng ta sẽ đi chém chúng ta quán nào xong quán đó thì con robot nó ngủ thôi nhưng mà thằng điều khiển trong con robot nó thức <laughs> tôi không biết con robot là sao nó ngủ được nữa đúng không người máy mà cũng ngủ nữa mà nói gì nói nè bấm nè giờ hơi mỏi tay tại tôi chơi chém thường luôn chứ tôi không auto click cho nên nó hơi mỏi tay xíu Cà lon thì thường máu nó to lắm vô vô Ủa không con robot này của tôi anh em tôi cứ tưởng của bả à có một con robot à sợ đi sợ đi thấy bà đặt nhiều quá nên tôi cứ tưởng là con robot thứ hai xuất hiện giờ tôi mới nhớ là cái chỗ đó của tôi cà lon anh ơi đâu rồi cà lon đâu rồi mờ mờ khó thấy quá đúng rồi có người chỉ cho nó chém Tại uh, mờ mờ như thế này tôi nhìn tôi không biết con cờ lon là con nào hết Vô Chạy vậy chạy vậy Dũng sĩ chỉ có siêu nhân gao Siêu nhân bánh thú tập hợp Rồi con cờ lon này gấm với tôi 8 ngàn máu, 80 ngàn, 60 ngàn Quy chuẩn bị lên nữa rồi Tôi còn tới uh, bãi con bún mắm là anh em cho nên nếu qua được một quay nữa thì tôi cũng lên hương rồi <laughs> nói chung là robot hơi bị giấc giả ha chép hơi bị mỏi tay cho hy vọng là chúng ta sẽ dùng auto để tài tạo chương trình này nhưng mà hiện tại tôi chưa có bật lên anh em do máy mới á tôi có cái cài cái không cho nên là tôi chưa có auto click mới đau á chứ Trời ơi có đồ đen nữa mới ghê à đồ đen thần trưởng á à. đồ đen ngủ chưa đồ đen <laughs> ok nice nice sừ rồi nice sừ qua quay mười anh em gì up con robot lên auto skip hả bây giờ lại đổi chiến thuật auto skip nữa bà này ba làm đối não quá Uh, auto skip anh em. <laughs> rồi chúng ta tiếp tục nha tới quay 13 chúng ta là auto skip nữa. Chúng ta sẽ nghe thấy chỉ đạo viên uh, uh, Kim Quấn luyện viên Quấn luyện thú và chỉ đạo võ thuật Kim uh, uh, diễn viên hài rồi diễn viên Hồng Kông và đánh bài mặt trượt có mắt cao là kêu là như vậy đó. Kêu thằng Han thôi là được rồi. Đúng rồi. Kêu thằng Han thôi để cho bà Bút đam anh em. Vô đó, vô. chém ta cứ ngồi đây ta chém thôi kêu ham theo thôi còn làm gì nữa robot nó đang rảnh mà em <laughs> anh chém cho nó đã tay chứ nhưng mà nói gì nói rồi robot tôi có thể up lên được một phát nữa rồi đó anh nè Boss nữa hả Ờ à, quên đúng rồi tại vì uh, auto skip mà uh, auto skip cho nhanh luôn anh em ô bên chơi khô máu luôn không còn phải đi mỗi quay nữa ghê chưa được ba mươi mấy ngàn tiền rồi nhưng mà chưa để tôi giết thằng ham này cái hai rồi tôi mới về tôi à uh ấp lên anh em. Rồi, ok, chạy về up con robot lên một cái nữa. Đó, 20 000 tiền. À, ha, ha. Wow. Wow. Đâu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ auto skip cho han nó ra liên tục với anh Để do tôi chém, tôi chém cho nó sức hết mấy cái tay này, sau đó thì các bạn có thể spam đặt thoải mái đó, kiểu vậy đó anh em. Tức là sau khi mình auto skip tới quay 16 luôn nó sẽ ra hết tất cả boss đúng không? Hết Hết boss rồi hả? Chưa chưa, còn còn hết đâu mà hết. Hết boss Han rồi, hết đâu mà hết, nó còn đây nè. <laughs> Mấy bà đây. Rồi xong rồi, boss nó ngậm rồi. Còn một con 16 nữa là xong anh em. Tới mười 16 nữa là xong. Rồi giờ râu đen thần trưởng. Cái gì râu đen nữa đây? chứa chưa xong mà, còn thằng Han nó ra mà. Han 16 đâu? Tới quay 16 kìa anh em. bộ mười 16 không có Han hay sao? À đây 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 râu đen, râu đen cái gì? Đó, sau khi mà việc xong quay 16 xong á, boss xong thì chúng ta sẽ đặt rô đen này nọ nè, bung lụa nha. đi bốn người thì con boss nó hơi bị nhiều máu một xíu. Tôi bây giờ tôi không có chạy gì mà tôi tôi ấy nữa, chạy gì tăng đam lên thì được. Boss nó mạnh quá. À, không, boss này boss khác anh em. À, tới quay 15 thì hết han rồi. À, hay lắm, ngon lắm anh em. Tôi lại bút ra. Đó, à, thiệt nè, có hai con robot thiệt nè. À, vậy là nãy không. Không phải tôi nhìn lầm. <laughs> tôi nhìn đúng rồi anh em hai con robot thiệt nha đó chém tôi chém tôi phụ chém xong này tôi mới bán con bún mắm tôi up lên được đó bây giờ bán con bún mắm xe hết cái dàn bún mắm này nè vô chém chém cà lon rồi bây giờ là xong quay 16 rồi anh em chúng ta chỉ việc ngồi đây và đặt uh, rau đen rau, đỏ, đỏ rau trắng này nọ nè đó đó tôi cũng đặt rau đen luôn anh em <laughs> đóng góp cộng đồng xã hội chỉnh lát phái tin đó, giờ tôi sẽ đi bán mấy con bún mắm này cái này tranh thủ với anh em chứ thôi là đội quân thần trưởng đó vô đó chém nó cờ lon đầu ê tôi sẽ xuống dưới đây phụ vậy xuống đây phụ đồng đội chém nha đó vô 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 dứt thì nói chung tôi cũng còn khá là nhiều tiền đó nè nên là có thể tôi sẽ qua ra rudo chăng đó dừng thời gian lại nè đó thì mình ngoài việc mình phẩm robot ra mình còn khá là nhiều tiền mình có thể dừng thời gian bây giờ thì hết rồi à, không còn boss ngủ nữa cho nên chúng ta sẽ không ngủ nữa đâu chúng ta tỉnh rồi anh em tỉnh ngủ rồi rồi tụi này máu nó to bò lắm anh em rồi, chém mày khéo khéo ấy, thôi một buồn mà thua bắp này là hơi bị nhục đó thì đi bốn người thì nó cũng thấy cũng được đó anh em có tem nha phải có đen cung cư này nọ nha không có đen cung cư thì cũng chua lắm à vô 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 đi ô đâu rồi cho đi ô dừng tiếp À, phát nữa đó vô phụ dừng Zotaro thật ra các bạn ấy có Zotaro rồi nè à, đây là lương tầm có Zotaro nè tuy là level 1 nhưng mà tác dụng dừng thời gian của nó thì vẫn ok vẫn đủ xài nè rồi tất cả cái đám kia nó bị hết trơn rồi bây giờ nhiệm vụ còn lại là chỉ là thằng robot nó chém thôi nếu mà robot chém không được là lỗi do robot <laughs> số phận an hòa nha anh em thì cái map này nó hơi khó đi một xíu thôi nhưng mà nếu chúng ta kết hợp đồng đội phải có tinh thần đồng đội nha tôi nghĩ là live team là khả năng đội quần rất là cao bởi vì thứ nhất là đội hình nó ngẫu nhiên thứ hai là mình khó mình chưa đi với anh em mình chưa có biết kết hợp như thế nào đánh sao cho nó hợp lý thì nó hơi chua chua ở chỗ đó đó Chờ, chém. hoặc là chém không hợp lý hoặc là này nọ nó nhiều vấn đề lắm anh em với lại đi tem thì chúng ta đi tem ít ít thôi ba người bốn người thì được ok rồi đi tem mà nhiều hơn thì chúng ta đi không nổi đâu nha uhm, tại vì nhiều vô anh em quái nó nhiều lắm sức mạnh của robot nó đâu có tăng lên đâu cho nên là nếu chúng ta đi mà tem mà tám người con robot nó chém quà chả chết nữa do đó thì chúng ta đi tem ít ít như vậy thì nó ổn hơn wow dính hết tên kìa cà lon cà lon đâu cà lon đâu con cà lon là con nào ok cà lon cà liếc cái gì quy đồ sát hết mình chém cà lon sớm sớm anh anh em để cho nó bể trứng ra khi mà nó bể trứng ra nó bị dính dính làm chậm chứ không gì à, nó còn bốn mươi mấy ngàn máu lận. đó bể trứng ra nè thì nó sẽ bị dính rau đen uh, boss nữa nè hai Boss lên nè nhiều Boss chứ vậy tôi đi rỉa từ 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 à, Nó đó sẽ lên đây có có lương trần dừng thời gian nữa nha mình sẽ kết hợp nha đó tem là để tôi đính chính nè tôi với quan sale quan xeo thì ổng bả bả chứ không phải ổng bả có cái con quái uh, bả có cái viên ngọc dương rồi cho nên là bả tăng đam được rồi bả cũng phụ thủ với lại bả xây bún mắm hai Boss. à đúng rồi hai Boss. giờ ông ấy mới phát hiện rồi bạn uh, chiếc con đạt với bạn Lương á, thì sẽ thủ Và bạn hai bạn này sẽ dùng Zotaro để dừng thời gian đó chúng ta phối hợp vậy nó mới ghê 2.000 hai, hai năm tiền không biết có đủ up không 20.000 Ây à, ơi với 25 mới được Thiếu 5.000 tiền Nếu mà không đặt đầu đen có thể up robot lên được một cấp độ nữa nè Nhưng mà thôi đi cũng được 4 à, à, để tôi đặt con à, Con số 5 Tiền quá làm gì, tiền nhiều để làm gì đặt con gate ra cho nó phụ bắn. <laughs> ghê chưa? Tính ra là tôi cũng được con gate cũng được, hơi bị đâm, hơi bị to đó. Đem. Đặt gate đó nó đánh hơi bị nhanh đó. Vô đây farm đam hay lấy ô bờ vậy. <laughs> ừ nói nhỏ anh em là tôi đã được 64m đam rồi, và chuẩn bị lên 65m đam nè. Nên... Phụ chém bà này dưới đây đó, vô. Hơi bị ghê. Mình ông farm thôi. Chị ông có order bà rồi Ghê chưa Farm Dam qua xe bây giờ farm dam luôn anh em chứ không phải là đi farm orb nữa ghê không Bà đi qua map này rồi tên nick em facebook bên đây là fish thì phải f i r s k akaza kia what gì đi akaza vào đây nữa a à, boss akaza hả hốt boss từ từ được rồi á rồi ơi boss đã chém chắc mỏi tay quá vô vô nói chung đây như vậy là ổn rồi anh em bây giờ chúng việc còn lại là chúng ta chỉ chém thôi đó có đồng đội ngừng thời gian rồi mình chỉ nhắm thằng boss mình chém thôi mấy con kia nó đứng ké nó chết chán chịu đó. win chắc rồi hả à. chưa chắc đâu bây giờ thì tự nhiên rớt mạng này thua à đó chết boss luôn hay sao rồi rồi ơi xong rồi bà kia bà chém con gì vậy à, à con đó sắp chết rồi à mọi người chém một chỗ à, akaza akaza tới <laughs> để tôi tôi tới tôi đập akaza mới được à, sợ mắc bút lắm <laughs> đúng rồi không sao tôi có bút anh em có mắc bút thì tôi cũng bút <laughs> tôi còn đủ tiền để đặt bút mà tại vì tôi không có không có xài nhiều cho nên là tôi còn dư giả khá là nhiều nếu mà mắc bút thì tôi vẫn bút được thôi vẫn không sao hết tôi bút một cái phẹt cái là lên nè win rồi và kia bà, bà, ngồi bà win rồi Lương trần, lương lẹo trần <laughs> Vô nhưng Cái này đi cũng hơi chua nha anh em Mình phối hợp ăn ý thì được nha Akaza thần trưởng à, Bao nhiêu đây ta uhm, Bao nhiêu số ta à, Như là 7, 7, triệu máu hay sao đó uhm, Nhiều số không quá anh em Nhìn nó chói mắt quá Chắc 7 triệu đó anh quy quay đúng không? uh, <laughs> à, yes. <laughs> yes luôn <laughs> Lỗ <Lộ> hàng rồi <laughs> Mấy ông này đã dạo không biết cho lên TV Bây giờ uh, lương lương liệu trần mới đón <laughs> Anh Quy quay đúng không liền chứ Ồ ờ, đập đó Akaza trong phim thì đánh thắng Ren Goku nha Nhưng mà qua ngoài đời Ren Goku tập hợp thêm hai con robot với thêm Zotaro nữa. <laughs> Thì đánh không lợi nha Bình thường Akaza có thể đánh thắng được Ren Goku Nhưng mà nếu Ren Goku mà tập hợp thêm mấy có con ở bên đó này nè <laughs> Jotaro dừng 5 giây là coi như là Rengoku vô đó là chặt bay 3 bốn cái đầu của Akaza luôn rồi chứ đừng có nói đó, dừng thời gian mà như là Jotaro dừng tới 8 giây lần là hay sao á Jotaro phiên bản 6 sao là dừng tới 8 giây là à, ông này thấy lên tivi đứng che con robot ta hoài ông đi ra đi ông ơi <laughs> vô 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 bập 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 vậy là bao thắng đó nè đó thấy chưa thắng một cách nó cũng khá là tương đối tôi thấy cũng dễ dàng đó anh em tại vì lần đầu tiên luôn đây là lần đầu tiên tôi đi 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 trên channel trên channel 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 đi <laughs> tiếng anh mình dốt channel một <laughs> lần đầu tiên tôi đi channel một luôn là các bạn uh, one sale là bạn fit này nè là bạn ấy hướng dẫn bạn bạn ấy chỉ anh uh, em mình đi chứ tôi cũng không biết đi đâu nhưng mà thôi tôi làm video hướng dẫn đi mang tiếng là tôi hướng dẫn nhưng mà thực ra là tôi được người khác hướng dẫn thôi đó với lại kỹ thuật chém robot của tôi mà nếu mà không dùng autolift tôi chém nó nhanh lắm anh em không cần luôn còn còn ta giết đi luôn ta đang máu lắm rồi đó nhưng mà mình thắng rồi đó là mình đã được một quả cầu rồi nha để tôi chụp tấm hình để làm kỷ niệm cái mới được nó thôi bà khỏi đi Rồi, chụp tấm hình làm kỷ niệm nha nè đó quả cầu quả cầu <laughs> rồi oh yeah chúng ta đã chiến thắng rồi anh em Đây là phần thử dành cho người chiến thắng. Bot in Thon Sabam Dam bay 100%. Tức là tăng 100% dam. Sau đó mình chọn con quái nào mình muốn thì nó sẽ tăng 100% dam. Đó, bây giờ thì mình có thể chọn con nào ta. Bây giờ tôi chọn cái con Gate đi ha. Ừ, đó. Gate của tôi... Uh, bây giờ Dam nó lên 89, tức là nó nhân 2 lên đó nè, vô trận nó sẽ nhân 2 lên. Và khi muốn thì chúng ta có thể chọn được con khác không ta? Để tôi, tôi thử lại cái anh em bây giờ đó một quả cầu và tôi không muốn chọn con đó, tôi chọn con khác nha, tôi chọn con robot. Đó thì bây giờ con robot của tôi nó đã được tăng lên 100% dam. Đó, vậy đó anh em, cái quả cầu thứ nhất là tăng 100% dam, quả cầu thứ hai là giảm tiền. Ờ à, thì video hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.